một binh sĩ Ukraine gốc Việt tử trận ở Donbass, miền đông Ukraine, hiện là chảo lửa khi quân Nga tăng cường tấn công để chiếm khu vực chiến lược này. Thượng úy Nguyễn Văn Minh, 27 tuổi, thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, hy sinh ngày 26 tháng 5 trong khi bảo vệ tổ quốc, theo Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam. Đại sứ Ukraine ở Việt Nam, ông Oleksander Gaman, cho biết Thượng úy Minh sinh ra ở Kiev và sống ở Kharkiv, đã chọn đi nghĩa vụ quân sự sau khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Anh tốt nghiệp Học viện Quốc gia Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và từng là Trung úy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Gọi Nguyễn Văn Minh là con trai của cha mẹ người Việt Nam và cũng là đứa con trai của Ukraine. Ông Gaman xin hạ người cúi đầu trước người mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh và nói rằng anh là anh hùng và niềm tự hào của Ukraine. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine mà Moscow gọi là chiến dịch đặc biệt đã khiến hơn 10.000 thường dân Ukraine thương vong. Theo văn phòng nhân quyền Liên hiệp quốc, cơ quan này nói đây chỉ là những con số được xác minh, trong khi số thực tế còn cao hơn đáng kể.